Xin kính chào quý vị khán thính giả. Thời gian qua, các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An có nhiều sự đổi mới tích cực trên hai kênh sóng phát thanh truyền hình và cả trên hạ tầng số của đài. Và trong chương trình với khán giả NTV ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một bản tin mới hấp dẫn, hiện đại, vừa mới lên sóng hướng tới đối tượng khán giả đa dạng hơn. Đó là một bản tin thời sự bằng tiếng Anh có phụ đề tiếng Việt nên không chỉ người Việt mà cả người nước ngoài sinh sống tại Nghệ An hay ở bất kỳ đâu cũng có thể cập nhật tin tức thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới. Bản tin mới với tên gọi Today's News, tin tức hôm nay đã chính thức lên sóng từ ngày 1 tháng 11 năm 2023. Đây là bản tin hoàn toàn bằng tiếng Anh nên đã được thầy Peter Wright đến từ nước Anh, hiện đang giảng dạy tại một trung tâm Anh ngữ ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, háo hức mong đợi để theo dõi cập nhật tin tức hàng ngày. Kể từ ngày lên sóng số đầu tiên đến nay, thầy Peter Wright không bỏ sót một bản tin nào bởi việc lĩnh hội thông tin, cập nhật tin tức hàng ngày nơi mình sinh sống, làm việc cũng như các nơi khác trên toàn cầu là nhu cầu thiết yếu, rất quan trọng trong cuộc sống và làm việc của thầy. Đây là một bản tin rất hay và chuyên nghiệp. Có nhiều tin tức sự kiện của địa phương rất bổ ích. Và đối với tôi, việc tìm hiểu, thu nhận các thông tin nơi mình sinh sống và làm việc là rất quan trọng. Tôi thích xem bản tin qua các nền tảng số như Facebook và YouTube, vì điều đó thuận lợi và dễ tiếp cận hơn với mọi người. Với thời lượng bản tin 8 phút, đều đặn phát sóng hàng ngày trên kênh sóng NTV và trên các hạ tầng số của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bản tin tiếng Anh Today's News có 3 phần. Phần đầu là tin tức nóng trong ngày, cập nhật các sự kiện nổi bật mới nhất trong tỉnh Nghệ An cũng như trong nước. Tiếp theo là một số tin ngắn diễn ra khắp nơi trên thế giới. Phần cuối là một vấn đề nội cộm ở trong tỉnh, trong nước hoặc có thể là trên thế giới đang được nhiều người quan tâm. Vấn đề đó được phân tích, được bình luận sâu, có ý kiến từ nhiều phía. Để thực hiện tốt và có những ý tưởng cách làm mới mẻ, hiện đại cho bản tin tiếng Anh Today's News, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng Thời sự đã có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, lên kế hoạch thực hiện cho từng bộ phận. Lãnh đạo bám sát từng bước, từng khâu để kịp thời có sự chỉ đạo, định hướng, chỉnh sửa, dù những chi tiết nhỏ nhất, với tiêu chí làm sao bản tin đảm bảo được tốt nhất trước khi lên sóng. Đặc biệt, bộ phận quốc tế được giao trách nhiệm trực tiếp làm bản tin Today's News cũng đã có sự phân công một cách rõ ràng, chi tiết và khoa học cho từng cá nhân cụ thể để thực hiện các chương trình. Bởi bộ phận này đang đảm nhận rất nhiều chương trình khác như bản tròn thế sự, bản tin 24/7 nóng, thời sự quốc tế hàng ngày. Cường độ cập nhật tin tức hàng ngày được đẩy lên một cách cao nhất, nhanh nhất và liên tục nhất. Ngoài ra, chính mỗi biên tập trong ekip của bản tin cũng phải có cách nhìn nhận một cách khách quan về những tin tức, sự kiện, vấn đề đang được khán giả quan tâm trong ngày. Với vai trò là biên tập và biên dịch thì chúng tôi phải đặt mình vào vị trí của khán giả để tìm ra những cái tin hấp dẫn và nóng, vừa đáp ứng cái nhu cầu nghe xem của khán giả, vừa cung cấp những thông tin về chính trị, kinh tế, xã hội, vừa quảng bá cái hình ảnh của Nghệ An và Việt Nam ra với bạn bè quốc tế. Cái việc chuyển thể văn bản sang thì nó cũng phải đáp ứng cái nhu cầu vừa đúng, vừa đơn giản, vừa dễ nghe để cho tất cả khán giả cũng có thể theo dõi được. Từ việc chọn tin tức mới nhất, nóng nhất trong ngày, ưu tiên các vấn đề trong tỉnh, trong nước quan trọng ngày hôm đó để dịch chuyển ngữ sang tiếng Anh một cách nhanh chóng và dễ hiểu nhất. Đến cách thể hiện, cách đọc của từng tin, từng thể loại câu chuyện cũng được bộ phận quốc tế lưu tâm, bởi sự truyền tải cũng là một phần quan trọng trong việc đưa thông tin đến với công chúng. Các MC dẫn đều là những gương mặt quen thuộc của các chương trình quốc tế. Tất cả đều phối hợp một cách khoa học để cho bản tin Today News hấp dẫn, hiện đại. Đấy là một bản tin thể hiện bằng ngoại ngữ, cụ thể ở đây tiếng Anh, nên là người dẫn chương trình sẽ phải có phát âm tốt, ngữ điệu tốt và phóng thái tự tin. Làm thế nào mà khi mà khán giả họ nhìn vào, họ xem và họ nghe thì họ cũng nhận thấy sự tin tưởng đối với những cái thông điệp mà người dẫn chương trình thay mặt và biên tập chuyển tới khán thính giả. Mỗi bản tin lại mang một cái màu sắc, một cái hơi hướng khác nhau, chứa những cái thông tin khác nhau. Thì bản thân người MC cũng phải nắm được cái thông tin đó một cách rõ nhất và truyền tải tới khán giả bằng những cái hình thức khác nhau. Mỗi bản tin là một phong cách khác. Và bên cạnh đó thì cũng phải lưu ý thêm, đó chính là về phát âm, ngữ điệu của một MC. Mỗi khâu, mỗi công đoạn là một mắt xích quan trọng của một bản tin.
Chính vì vậy, bên cạnh đó có sự phối hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng của các kỹ thuật trường quay, kỹ thuật dựng hình hậu kỳ. Và điều này được thể hiện rõ khi bản tin đã chính thức phát sóng lúc 20 giờ trên tất cả các hạ tầng số của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Lên sóng NTV vào lúc 22 giờ 20 phút tất cả các ngày trong tuần. Bản tin đã thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng ở mọi lứa tuổi gần xa. Không chỉ giúp người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Nghệ An lĩnh hội thông tin một cách nhanh, thuận tiện và chính xác. Hơn thế nữa, giới trẻ cũng có sự quan tâm rất lớn với đam mê trau dồi thêm nền tảng ngôn ngữ tiếng Anh. Đối với em là một người đang học tiếng Anh, em rất là mong muốn được tìm kiếm các nguồn thông tin mà nó vừa giúp cho mình cải thiện tiếng Anh này, mà lại vừa giúp cho mình biết thêm và cập nhật thêm các thông tin của tỉnh, của quê hương. Nên là đây là một chương trình em rất là mong chờ trong cả, để các số tiếp theo nữa. Với bản thân em là người học chuyên ngành tiếng Anh và cũng hay xem các cái tin tức ở các trang quốc tế. Và đồng thời thì em cũng mong muốn được cập nhật các cái thông tin trong nước và ngoài nước. Thì cái chương trình của Đài nó đáp ứng được hai cái nhu cầu của em, đó là mong muốn biết được những cái gì đang xảy ra xung quanh mình. Và đồng thời thì cũng luyện được cái ngôn ngữ đó là tiếng Anh. Today's News mang đến cái nhìn toàn cảnh về Nghệ An, về Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển một cách toàn diện. Chương trình được phủ sóng toàn cầu giúp mọi người trong nước, kể cả người nước ngoài, cũng có thể lĩnh hội đầy đủ thông tin một cách nhanh nhất, chính thống và chính xác bằng ngôn ngữ quốc tế trong bản tin tiếng Anh Today's News.